Yumi và những đứa con. Giống chó poodle. Ngày tuổi đầu tiên của chó con. Chó poodle nó đẻ ra nó rất là khỏe. Yumi thì rất nhiều sữa vì có dùng Semil, tăng sữa Semil dành cho chó mẹ của công ty cổ phần thương mại thú y Việt Đức. Ai mà nuôi chó đẻ thì nên lưu ý đến cái sản phẩm đấy. Chó mẹ không bao giờ sợ thiếu sữa. Ui ui, tham ăn. Đang bị với đây, xích vào. Ok, năm con. Cho con này mi nằm xuống nào, cho anh thằng này nhá, cho anh thằng này xem nó có biết đường mà tìm lại không nào. Chích ra đây này, tìm vào đi xem nào, tìm mẹ ở đâu. Yumi cứ nằm yên để cho xem là nó có biết tìm tìm mẹ ở đâu, tìm thế nào, có biết tìm tìm mẹ không, đâu tìm mẹ có ở đấy đâu, tìm mẹ ở đâu. À, đã đi đúng hướng. Mẹ rất tạo điều kiện để xem nó có tì đúng cái tì cũ của nó không. Ở bên dưới vẫn còn tì nhá, nó tì đúng cái tì cũ của nó. Cho con này là nó có một cái sự nhận diện như thế nào đấy không biết này, thử con thứ hai nhá, cái tì này à, thử ra nào, có biết đường bò vào không, để chìa một cái tì ở bên dưới ra này, có chỗ trống này, một tì bên dưới nữa này, để xem nó biết đường nó bò vào đúng cái tì cũ của nó không. Mi cứ nằm yên, kệ kệ con, kệ con, để thử xem nào, xem con nó thế nào, nó có biết đường nó nằm đúng chỗ không. Mi cứ nằm ra để ngửa cả cái tì dưới ra cho con xem nó có biết đường nó tì đúng cái tì của nó không. Này xem thằng này có biết tìm vào cái ti không, đâu rồi. Đấy, năm anh em, 500 anh em, thấy 500 anh em rồi, thấy 500 anh em rồi, nhưng mà nghe có vẻ là cũng no rồi sao ấy, không thấy có quyết liệt bò vào nào, để xem thế nào, gạ nó ti ti dưới xem nó có ti không. Đây nha, tì ở ngay đây nha. À, xem có tì không hay nó sẽ tì cái tì bên trên. Này, bỏ qua tì dưới này, lên đúng cái tì cũ của nó để nó tì. Đấy, hai con nhá. Như này là cho con là nó tìm đúng cái tì của nó tì. Nó nhớ mùi hay là như thế nào ấy. Hai con này là vừa là đã trôi nó rồi, bỏ hết cái loạt ti bên dưới. Đây là Yumi, chó poodle, poodle rất là ngoan. Kỷ niệm con của Yumi, ngày tuổi đầu tiên, năm đứa con, ba con gái và hai con trai. Đây cũng dự định là cái lần đẻ, sau cái lần đẻ này là sẽ cho Yumi nghỉ không đẻ nữa, đẻ lần này để giữ lại một chó con của Yumi để nuôi, để đợi mẹ
già rồi thì sẽ có đời con nối tiếp. Còn mấy con còn lại thì có thể bán sẽ giữ là một con cái để nuôi đời sau của Yumi. Bởi vì nhà mình nuôi nhiều chó cho nên là sẽ giữ lại cái thì chứ không giữ được, đực nó oánh nhau. Cái thì nó hòa thuận. Mọi người mà ai mà quan tâm đến cái đàn cún con này thì có thể liên hệ qua bình luận. Cảm ơn mọi người. Chúc cho đàn cún con hai ăn trống lớn, cong mông lên ti này.